Hello anh em, như anh em đã biết thì Liên Quân đã bước sang mùa thứ 21 rồi. Mọi thứ thì cũng đang dần thay đổi cho một năm mới tốt đẹp hơn. Nhưng mà không, đây là Liên Quân và nó đeo gì tốt đẹp cả. Điển hình là việc Garan đã xóa mẹ cái cấm trụ thân thương của tôi và thay thế bằng cái quân què gì đấy mà tôi cũng không biết nữa. Anyway, mùa mới cũng đã đến và bạn biết cái gì đã quay trở lại rồi không? Đó là chuỗi 7 trận hạng đầu mùa đấy. Và đừng để cái ghi chú thua không mất sao này che mờ con mắt bạn. Bởi vì nếu lỡ ngớ thì chỉ sau 7 trận, có thể bạn vẫn chỉ dập chân ở mức run ban đầu mà thôi. Ok, first match, tôi sẽ chọn con bài chắc tay một tí. Và đó là Liliana. Mà mấy trận đầu tôi hay win lắm. Hề hey. Và mọi thứ không hề tốt đẹp như tôi dự đoán. Chúng tôi đã bay mất hai cái đường siêu cấp. Và như các bạn đã thấy, bây giờ chúng tôi chỉ còn cái nịt thôi. Và phải giành chiến thắng trong pha giao tranh này thì mới có thể có cửa win được. Ôi dồi ôi, đứng nó mà nhắm nghèo sâu ơi. Mất cái giáp hồi sinh rồi chạy về. Đúng mấy, nó còn giật lùi đằng sau nữa. What the hell? Cái này nó sao chơi, mất AD rồi. Trời ơi, còn bị kéo rồi, yên tâm để tao choáng chưa. Rồi dễ choáng rồi. Ráng lên mọi người ơi, đi về thôi mọi người ơi. Ui, ăn được cái trụ. Ăn được một đường siêu cấp nhưng mà đổi lại mất hết 4 thành viên. Vâng, một sự trao đổi cực kỳ cân bằng ạ. Tôi e rằng là trận đấu đã kết thúc. Và đúng là như vậy thật. Damn, tôi nghĩ nó khó như vậy luôn á. Fuck you Elso. Ok then, trận đấu tiếp theo thì tôi sẽ xin được chơi Theranas. Bởi vì tôi chán cận xem người ta AD lắm rồi. Và đoán xem, tôi đéo được chơi Theranas. Alright then, bạn bắt tôi đấy nhá. Tôi sẽ chơi Alex đi trợ thủ. Và tiện thể thì hồi trước tôi nghe mọi người bảo Alex support phun phép mạnh lắm đúng không? Nên là ok, tôi sẽ thử xem sao. Ok, vậy thì tôi sẽ có một pha dàn xếp để bắt AD tìm bạn ngay tại chỗ này ha. Nhờ chờ đợi thôi. Ôi được thì bạn xuống kìa. Trời má ơi, hụt rồi, mù mẽ mắt rồi. Lui 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 lui. À, tao tạo giáp phép chọn, đánh tiếp đi, đánh tiếp đi, đánh tiếp đi. Đánh được, đánh được, đánh được, yes. Thế là tôi đã có mạng rồi này. Wow, Alex phép đòn đánh tay cũng đau gớm ta. Quan trọng là kỹ năng cái hết đấy. Nhưng mà các bạn nghĩ tôi sẽ đi về à? Còn lâu, đồng đội của tôi cần tôi lúc này. Và tôi sẽ phải lên để chứng minh cho bọn họ thấy tôi có thể làm được những gì vậy. Không, thật ra pha đó tôi cố tình chết để đổi mạng với Rush đấy. Nếu các bạn không tin tôi thì hãy xem tôi sẽ làm được gì tiếp theo đây này. Yeah, ván này tôi tiêu rồi. Nhưng mà đó là các bạn nghĩ vậy thôi. Nên nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc dễ dàng. Đây mới chỉ là phút thứ 5 và các bạn sẽ thấy tôi trở lại mạnh mẽ như thế nào. Chiến thắng đầu tiên cho tôi nào anh em.
Tôi đã nói rồi mà, nói xạo chết liền luôn. Trận này đảm bảo tôi được ép trợ thủ cho mà coi. Và Alex chính là quân bài đầu tiên mà tôi giành được chiến thắng trong chuỗi 7 trận ác mộng này. Ok, đây là trận thứ 3 và tôi sẽ thử chơi lại điêu thuyền xem sao ha. Thú thật thì đã từ rất lâu rồi tôi chưa động vào con tướng này và thao tác của tôi cũng đã cùi đi rất nhiều rồi. Nên là trận này tôi cũng không mong mình sẽ săn lắm đâu. Miễn sao win là được. Mạng hỗ trợ nhiều cũng được. Ok, tôi sẽ xuống hỗ trợ đây, hỗ trợ AD đây. Về cái chất tướng này thì tôi nghĩ cái việc đóng băng Elsu nó sẽ dễ dàng hơn thôi. Nhưng mà trước tiên thì tôi chắc chắn là Isa xuống rồi kìa. Tôi sẽ đóng băng của nàng Isa trước ha. Làm ui, đóng băng hụt rồi, đóng băng chúng mày đông rồi. Không sao, đóng băng chúng mày. Nhưng mà tôi bị khóa mất rồi, anh em ơi cứu tôi với, mất tốc biến rồi. Trời, xong rồi. Sao đấy nhở? Đây, cơ hội để xin lại cái mạng của Isa này. Thêm cái chiêu 2 này, choáng này, đóng băng này. Đó, thấy ăn được mạng rồi. Thôi, lui anh em ơi. Lui, tôi lập chậm cho lui rồi đó. Đi về thôi. Chạy, hay lắm. Đúng mà, Elsu bắn ghê nhở? Úi dồi, còn tốc biến được á. Sao thế ta? What the fuck? Bởi nhiều khi cái định mệnh khiến tôi chơi điều khiển là phải fit rồi. Hy vọng đây là hai mạng fit duy nhất của tôi trong trận đấu này. Hy vọng. A few moments later. Các bạn biết gì không? Đã đến lúc tôi phải cầm tướng tụ của mình. Và đó sẽ là Tulen. Và tôi chắc chắn với các bạn rằng ván đấu này tôi sẽ win. Với cái bộ trang bị như thế này thì 100% team bạn chỉ là mũi với tôi thôi. Các bạn thấy gì ở dưới kia không? Đúng rồi đấy, đó là con khỉ con mà tôi sẽ cho lên bảng ngay bây giờ. Chỉ cần khoảng tầm 5 4 3 2 1. Đó, và con khỉ đã lên bảng rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ hỗ trợ Astrid cướp rừng của chú vé nắt tội nghiệp. Nhưng mà ôi không, chúng tôi đã bị phân vân rồi nên làm gì khi mà Yon xuống rồi. Vậy nên câu trả lời đơn giản nhất đó là gì nhỉ? Tất nhiên rồi, giết thằng Yon chứ còn gì nữa. Quá là đơn giản. Ú là la, tôi thấy có một chú chim non sắp gãy cắn. Nhưng mà đừng lo ra ta, bởi vì đã có tôi đến đỡ bạn xuống mồ rồi đây. Hãy đi cùng tôi. Đi cùng tôi đi mà. Đúng rồi, nghe lời như vậy có phải tốt không? Và các bạn có biết cái điểm gì đặc biệt khi mà chơi Tulen không? Đó là các bạn có thể KS một cách cực kỳ nghệ thuật. Và tôi sẽ biểu hiện cho các bạn. Chỉ một lần này thôi. Chỉ một lần này thôi. Đúng vậy. Đây chính là nghệ thuật của sự đơn giản. Tôi thấy có chăn chấp rồng này, các bạn bình tận nào để tôi chia cho. Ấy, chết một đứa là chia được rồi. Vâng, với cái thế trận như thế này, cái KDA như thế này thì chắc chắn 100% là trận này tôi sẽ thắng đấy. A few moments later. Damn, tôi không hiểu sao chúng tôi có thể thua được luôn đấy. Ý tôi là nhìn cây đê của tôi đi. Tôi nhìn con khỉ mà tôi first blood thì nó đang bye bye tôi kìa. Thôi ok, bye bye thôi chứ làm được gì nữa trời. Như thế này đã là quá đủ rồi. Tôi không thể chấp nhận được cái sự nhục nhã này nữa. Tại lúc phải bật bốt của Win. Cùng Violet. Thank you so much. Và các không biết gì không?
Cái điều thần kỳ là hai trận cuối cùng tôi chơi Violet và tôi vẫn thắng bằng cách cú win. Cho nên là suy ra là Violet chính là vị tướng đã gắn tôi trong 7 trận này. Vậy còn các bạn thì sao? Vị tướng mà các bạn thắng nhiều nhất trong 7 trận đầu mùa là gì? Hãy comment bên dưới cho tụi mình biết và đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Happy New Year guys!